Báo cáo gần đây của Savills Việt Nam cho thấy, bất chấp tác động nặng nề của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, các nhà đầu tư ngoại vẫn thực hiện nhiều thương vụ mua bán sáp nhập ở nhóm dự án nhà ở, nhóm bất động sản công nghiệp. Trong đó, nhóm bất động sản nhà ở có lượng giao dịch M&A vượt trội so với các loại hình tài sản khác, với loạt thương vụ đến từ các nhà đầu tư như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Dù tác động của đại dịch đến nền kinh tế khá nặng nề, nhưng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là ở phân khúc bất động sản nhà ở. Một trong những yếu tố thu hút nhà đầu tư nước ngoài là tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Việt Nam ngày càng tăng, là cơ sở thúc đẩy nhu cầu về nhà ở trên khắp cả nước. Theo một số nhà đầu tư, gần 2 tỷ đô la Mỹ là con số tích cực trong bối cảnh đại dịch. Tuy nhiên, so với quy mô của toàn thị trường bất động sản Việt Nam thì vẫn còn rất nhiều dư địa để nguồn vốn này tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Tăng mạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng, giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai là những điều kiện then chốt để khơi thông dòng vốn này. Chính phủ cũng có rất là nhiều các cái chiến lược để hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển, đặc biệt là các chiến lược đầu tư vào các cơ sở hạ tầng ở tại Việt Nam. Trong những năm tới, đặc biệt là đầu tư vào cao tốc, thì những yếu tố này sẽ là những yếu tố mà sẽ lại tác động ngược trở về thị trường bất động sản và làm cho thị trường bất động sản lại càng phát triển tốt hơn. Nhiều chủ đầu tư nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm quỹ đất đầu tư. Giá đất quá cao từ chủ đất khiến họ không tính toán được chiến lược đầu tư hiệu quả khi không thể đạt được lợi nhuận hợp lý. Chưa kể tính minh bạch rõ ràng của pháp lý đất đai cũng thường không được đảm bảo, ảnh hưởng đến việc tiến hành các thủ tục đầu tư. Trước mắt, việc Việt Nam đối phó kiểm soát được dịch COVID-19, các giải pháp phục hồi kinh tế quyết liệt cũng là các yếu tố giúp giữ vững niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào sự phát triển dài hạn của thị trường.